10 giờ mấy rồi kìa, 10 giờ 15 rồi kìa. Ban ngày thì đi ruộng, mà ban đêm về ngồi bao vậy. Cơm áo gọt thiền à. Hết này mới ngủ gì? À, những cái ổi được bao xốp này, trắng xó lên chân. Đây là cái xuồng nè, đặt cái máy xuống đó, cái máy chùm lại rồi à, đẩy ngay dưới đường mương này nè, đặng đi tứ ổi đó, máy bơm tứ ổi. Những cái ổi được bao xốp hết. Ổi ruby với ổi nữ hoàng, mấy cái bờ ổi đó là ổi ruby. Ổi ruby là ở ngoài thì vỏ xanh, trong chút nữa thì màu trắng, chính giữa là đỏ, là ổi ruby á. Ngon, chua giòn ngon ngọt, ổi ruby ăn ngon lắm. Trắng xó. Ô, đàn cò bay kìa. Đàn cò bay kìa. Những cái ổi được bao bọc xốp nè, trắng giống như là bông gòn, trắng đầy đồng chứ. Bao là một trái là một cái bọc á, cái bọc thì có miếng xốp á, bỏ vô cái bọc đó rồi bao nó lại. Đây, đây là ruby nè. Những cái bờ ổi là bờ ổi ruby. Ruby giờ lái lại mua có 5.000 ký à. Nữ hoàng thì được 3 gữ hoặc là 4.000 ký. Nữ hoàng rẻ hơn ruby.
ruby á, cây ổi lá nó hơi xanh 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 hơn. Còn đây nè, nữ hoàng cái lá nó hơi tái tái, nó trắng luôn. Đây là ổi nữ hoàng. Ê, những cái ổi đã bao xốp rồi nè. Mấy trái ổi nhỏ nhỏ này cũng bị bao tiếp tục nữa. Bé lớn thì là vô bao xốp được rồi. Những cái ổi được bọc bao xốp hết trơn, bao xốp vô là cho có trái, nó không bị sâu bọ vừa đục cho bóng trái. Đó mấy cái bờ bên đó kìa, những cái ổi trắng xóa hết trơn, được bao chớ xốp trắng xóa hết trơn. Ổi này ăn an toàn tại vì bao bọc lại rồi, thành ra có xịt thuốc hay nữa nó cũng không thấm, không có thấm vào cho ổi, nó chỉ ngoài cây thôi, xịt sâu á. Ê, những cái ổi được bao xốp rồi nè. Rồi cây bình bát, có một trái bình bát. Nó khô mà.